Hay cho em mượn màu xanh đi. Ê, cái thằng này. Lúc nãy em mượn gãy màu anh rồi, không cho nữa. Em cũng có, đi mà vẽ lại. Bà là ai? Ta là bà tiên đây. Làm sao con khóc? Con nói có một hậu bút màu giống anh Dũng. À, ta đã nhìn thấy khi nãy hai anh em ngồi tô màu với nhau rồi. Con là một cậu bé ngoan. Ta sẽ giúp con có một hộp bút màu vừa nhiều và vừa đẹp hơn anh Dũng nhé. Con có thích không? Có ạ. Rồi, bây giờ con hãy đưa hai tay ra và nhận lấy hộp bút màu này nhé. Vâng ạ. Wow. Hộp bút màu. Bàn bàn TV. Thằng Bon này đã báo là hẹn đến sớm một tí để vẽ tranh mà mãi không đến. Anh ơi em đến rồi. Đến rồi đấy à? Vâng. Anh đợi lâu quá. Vâng. Nhanh nhanh lấy đồ cho vẽ luôn đi. Không kịp bây giờ, mai nộp rồi. Hôm nay vẽ chủ đề gì thế anh? À, hôm nay cô giáo cho vẽ đề tài ước mơ ấy mà. Vâng ạ. Em mơ ước cái gì thì em cứ vẽ cái ấy ra. Vâng ạ. Bút của anh đẹp thế. Chuyện điền lắm đấy. Em vẽ đây. Bút đẹp có khác. Vẽ cái gì cũng đẹp. Hộp bút em đâu mà em lại cầm như thế? Em không có. Không có. Thôi em cứ vẽ bút của em đi. Anh vẽ của anh. Anh ơi cho em mượn màu vàng đi. Vàng á? Thôi em cũng có màu vàng còn gì. Em không có. Không có à? Này, nhanh nhanh đi còn trả cho anh đấy. Thôi xong. Em thấy nó từ đầu như thế rồi. Tại em cả đấy. Bút màu đẹp anh giữ mấy hôm nay có làm sao đâu. Em đụng vào cái là nó gãy liền. Thôi em vẽ của em đi. Đừng đụng vào của anh nữa. Anh mua cho anh hộp bút màu này mất tiền lắm mà em cứ dùng như thế thì về anh mắng anh chết mon ạ. Hay cho em mượn màu xanh đi. Ê, cái thằng này. Lúc nãy em mượn gãy màu anh rồi, không cho nữa. Em cũng có, đi mà vẽ lại. Màu xanh anh cũng vẽ này. Anh ơi. Cái gì nữa? Em mượn màu hồng đi. Ôi, hôm nay bảo em đến vẽ hay là bảo em đến mượn màu anh vẽ đây? Màu em đây này. Màu hộp đâu, để thế này à? Em không có. Ôi, em không có thì em vẽ của em đi. Em có gì em vẽ nói đi, đừng có mượn đấy. Để yên anh tập trung anh vẽ này. Em vẽ ước mơ, em vẽ gì đấy? Bà. Em vẽ đồng cỏ lên thôi. Em ước đi du lịch. Ước đi du lịch à? Vâng. Ừ, nhà em nghèo thì em ước đi du lịch thì được đi ở đâu? Ước vừa thôi. Vẽ đi, nhìn cái gì? Anh ơi, cho em một hộp bút màu tí. Mượn hộp bút màu á? Em nói gì đấy? Em vẽ thì em vẽ màu của em đi, mượn làm gì? Em không vẽ, nhìn thôi. Ngắm thôi à? Ừ, cho ngắm tí. Đấy, đẹp không? Đẹp. Thích thế không? Em thích thế. Bảo mẹ mua cho. Nhà không có tiền. Không có tiền thì em vẽ màu của em đây. Em vì mình cũng có được một hộp bút màu này. Được chưa đây? Rồi ạ. Trả cho anh để anh vẽ nào. Thôi em về đây. Sao không vẽ nữa đi? Em về đây. Ừ, vẽ tí rồi về thế. Hôm nay em buồn. Buồn á?
Ừ, thôi buồn cũng không vẽ được cho anh đâu. Đi về cho hết buồn nhưng mà vẽ sau. Mẹ mới mua cho hộp bút màu đẹp thế, cho nên anh muốn vẽ lắm. Vẽ thêm cái cây nữa. Về nhá. Thì mình có một cỏ bút màu như anh giữ. Bà là ai? Ta là bà Tiên đây. Làm sao con không? Bà nhìn thấy khi nãy hai anh em ngồi tô màu với nhau rồi. Con là một cậu bé ngoan. Ta sẽ giúp con có một hộp bút màu vừa nhiều và vừa đẹp hơn anh Dũng nhé. Con có thích không? Có ạ. Rồi, bây giờ con hãy đưa hai tay ra và nhận lấy hộp bút màu này nhé. Vâng ạ. Wow. Hộp bút màu. Cảm ơn bà Tiên. Không có gì. Bà chào cho con nhé. Bà đi đây. Vâng ạ, cháu chào bà. Wow. 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 Nhiều quá. Mà mình mới ước, mình phải đi quay anh Dũng mới được. Anh Dũng ơi, em có một bút màu to nè. Em lấy đâu rồi đây? Thật không đây? Thật mà. Ôi cái thằng này. Hồi nãy nó còn đùm mấy cái bút màu vào cái lá mà. Đi đâu cái hộp bút màu này nhỉ? Mẹ mua à? Không ạ. À, mẹ em thì cũng lấy tiền đâu ra mà mua cho em cái hộp bút màu này. Sao đấy? Hả? Anh ơi, lúc nãy em đi trên đường về, em ngồi đấy, em ước rồi bà Tiên hiện lên vậy. Bà Tiên cho em một hộp bút màu. Em ngồi em ước là bà Tiên hiện lên à? Ước bà Tiên cho. Chắc mình cũng ước bà Tiên cũng cho đấy. Hộp bút màu này của mình tuy đẹp nhưng mà không đẹp bằng của nó được. À, thế bây giờ mình ra mình cũng ước nhỉ. À bọn ơi. Dạ. Em ngồi đây em vẽ em trong nhà cho anh nhá. Dạ. Anh có chút việc đi. Ngồi vẽ đi. Dạ. Trong nhà cho anh nhá. Không cần giấy. Đây. Lấy thoải mái. Ừ, trong nhà cho anh tí nhá. Vâng ạ. Nó ước nó được hộp bút màu. Bà Tiên cho nó. Mình ước chắc cũng được đấy nhá. À, mình phải thử xem thế nào. Được hộp bút màu mới. Vẽ cho nó đẹp. Ngồi đây ước là được đấy nhá. Mình phải khóc một lúc chắc là bà Tiên cũng xuất hiện đấy. Con không có hộp bút màu. Bà Tiên ơi, cho con hộp bút màu để con vẽ đi. Khóc mãi rồi mà răng trắng thấy bà Tiên đâu ấy nhỉ. Hay nó lừa mình. Chết rồi.
bị nó lừa rồi. Thế nó lấy hộp bút màu đâu ra để gạt mình nhỉ? Ừ, về hỏi lại thằng này không được rồi. Vẫn vẽ à? Đây. Dạ. Em gọi anh đúng không? Em không gọi đi đi thật. Sao anh ra anh ngồi anh khóc một lúc lâu mà chẳng thấy bà tin đâu. Gạt anh. Đúng chưa? Bà tin không xuất hiện đâu. Anh ước thế nào thì anh cũng không được. Anh có rất nhiều bút màu đẹp ở trên mặt. Bút màu anh đẹp nhưng mà không đẹp bằng cố bà tin cho em. Anh muốn được hộp bút màu đẹp to như em. Bà tin sẽ không giúp những kẻ tham lam như anh đâu. Thôi em về đây. Chào anh. Về thật à? Thôi kệ đi. Mình có gì mình dùng đấy. Kể tiếp. Các bạn hãy đăng ký và chia sẻ kênh của Bon Bon nhé. Hẹn gặp lại các bạn.